Xin chào mọi người, mình tên là Hân, mình là em của chị Lê Thiều Hạnh. Đồng thời mình cũng là một trong những người học sinh đã được chị hỗ trợ và tư vấn đi du học rất là sớm. Mình còn nhớ là cách đây 17 năm, vào năm 2002-2003, sau khi tốt nghiệp trường phổ thông trung học Gia Định tại thành phố Hồ Chí Minh, mình đã có mong muốn đi du học. Nhưng mà để chọn một ngôi trường nào và tại quốc gia nào là những quyết định quá khó đối với mình trong những giai đoạn như vậy. Thì nhờ sự tư vấn và định hướng của chị mình đã chọn trường Nanyang Giang ở Singapore để học. Qua quá trình học của mình tại trường Nanyang Giang, mình đã được học bổng đến 80%. Và sau khi tốt nghiệp và đi làm sau 6 tháng tại công ty Showa Denko ở Singapore, mình đã được tạo điều kiện để trở thành thường trú dân ở Singapore. Sau 2 năm làm việc tại công ty Showa Denko ở Singapore, mình đã một lần nữa có những ý định đi du học. Và lần này nhờ sự giúp đỡ và định hướng của chị Hạnh, mình đã chọn trường Texas A&M University Corpus Christi ở Texas để hoàn thành khóa học thạc sĩ công nghệ thông tin của mình. Trong quá trình học ở trường Texas A&M, trường đã có những suất học bổng cho đến 70% dành cho học sinh quốc tế. Và Texas A&M là một trong những trường rất tốt ở Mỹ. Hiện tại sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ, mình đang làm việc cho tập đoàn Lam Research ở California, Mỹ. Tập đoàn Lam Research là một trong những tập đoàn rất nổi tiếng trên thế giới về công nghệ tạo máy làm chip. Qua video này, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến chị của mình là chị Lê Thiều Hạnh. Vì nếu không có sự giúp đỡ tận tình, những sự định hướng đúng đắn từ ban đầu của chị, thì có lẽ mình sẽ không có được những thành công như ngày hôm nay. Em cảm ơn chị rất là nhiều và sẽ không bao giờ quên được những sự yêu thương và giúp đỡ của chị dành cho em. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm EduBAP thì em cũng muốn gửi lời chúc cho đến chị Hạnh và toàn thể nhân viên EduBAP nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.